Chào mừng quý khán giả đến với bản tin tổng hợp sáng thứ tư ngày 20 tháng 3 của Yêu Bóng Đá 5Go. Sau đây là những bản tin bóng đá nóng hổi vừa cập nhật sáng hôm nay. Hà Lan là Man City đứng ngồi không yên trước trận chiến với Arsenal. Các ngôi sao của Man City đã quay trở lại đội tuyển quốc gia trong tuần này để thi đấu các trận đấu giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, Manchester City đã phải đối mặt với một chấn thương nghiêm trọng sau khi Erling Haaland khập khiễng rời khỏi buổi tập ở đội tuyển Na Uy. Hôm qua ngày 19 tháng 3, một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy Erling Haaland khập khiễng rời sân khi tập luyện cùng Na Uy. Tiền đạo này đã bỏ lỡ 12 trận đấu trong tháng 12 và tháng 1 sau khi dính chấn thương nặng ở bàn chân. Haaland đã trở lại thi đấu vào cuối tháng 1, nhưng có vẻ như Haaland lại tiếp tục gặp vấn đề khiến anh không thoải mái khi tập luyện cùng các đồng đội tại đội tuyển quốc gia của mình. Trận đấu đầu tiên của Man City sau kỳ nghỉ quốc tế là cuộc đụng độ lớn ở Premier League với Arsenal vào ngày 31 tháng 3. Vào tháng 4, đương kim vô địch Man City sẽ đối đầu với Aston Villa, Crystal Palace, Nottingham Forest và Luton Town tại ngoại hạng Anh, cũng như trận tứ kết Champions League với Real Madrid và trận bán kết FA Cup với Chelsea tại Wembley. Đoàn quân của Guardiola hiện đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém Liverpool và đội đầu bảng Arsenal 1 điểm. Haaland đang trên đường giành chiếc giày vàng Premier League mùa thứ 2 liên tiếp khi đã ghi 18 bàn thắng sau 23 lần ra sân mùa này. Mùa giải trước, ngôi sao người Na Uy đã ghi 36 bàn thắng ở giải vô địch quốc gia, phá kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một mùa giải ở Premier League. Mùa này, Haaland đã ghi 29 bàn và có 6 đường kiến tạo sau 34 trận trên mọi đấu trường. Haaland dự kiến sẽ góp mặt trong trận giao hữu của đội tuyển Na Uy với Cộng hòa Séc và Slovakia vào tuần tới. Chính thức, thần đồng Kobbie Mainoo của MU nhận tin cực vui từ đội tuyển Anh. Trong một động thái mới nhất, huấn luyện viên Gareth Southgate đã đáp lại sự kêu gọi rộng rãi về việc đưa thần đồng Kobbie Mainoo lên đội tuyển Anh. Khi trang chủ của Tam Sư thông báo rằng ngôi sao trẻ của MU sẽ cùng đội tuyển tham gia loạt trận giao hữu FIFA Days diễn ra vào tháng 3 này. Tuyển Anh sẽ chơi 2 trận giao hữu trên sân nhà, họ gặp Brazil vào ngày 23 tháng 3 và sau đó đối đầu với Bỉ vào ngày 27 tháng 3. Đây là 2 trận đấu quan trọng để Tam Sư chuẩn bị cho Euro 2024 sẽ diễn ra vào hè này. Mainoo ban đầu có tên trong đội U21 nhưng giờ đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia lần đầu tiên. Một tuyên bố từ đội tuyển Anh cho biết Kobbie Mainoo đã nhận được cuộc gọi đầu tiên lên đội tuyển Anh. Cầu thủ 18 tuổi ban đầu là thành viên của đội U21 nhưng đã được đưa vào đội của Gareth Southgate. Tất cả 25 cầu thủ khác đã có mặt tại St. Gary Park vào thứ ba trước trận đấu quốc tế sắp tới với Brazil và Bỉ. Tiền vệ của Manchester United, Mainoo trước đây đã đại diện cho đội tuyển Anh ở cấp độ U17 đến U19. Tuần trước, huấn luyện viên Gareth Southgate mới nói về sự thiếu kinh nghiệm tương đối của Mainoo, nghĩa là cầu thủ này vẫn cần phải chờ đợi để được triệu tập ở đội tuyển Anh. Nhưng đây là một cầu thủ 18 tuổi với phong cách thi đấu lạnh lùng, điềm tĩnh trên đôi vai trẻ. Đây là mẫu cầu thủ mà đội tuyển Anh thường thiếu ở hàng tiền vệ. Cách Mainoo ra sân và biến các cầu thủ Liverpool trở thành những gã học việc tại tứ kết FA Cup không có gì mới. Anh đã làm như vậy hết tuần này đến tuần khác kể từ khi có mặt trong đội xuất phát của Erik ten Hag vào tháng 11. Rõ ràng, đây là một thành quả xứng đáng cho những gì mà tài năng trẻ 18 tuổi đã thể hiện trong thời gian qua. Arsenal hỏi mua tiền đạo của RB Leipzig. Mùa giải năm nay, cả Jesus và Eddie Nketiah đều không thi đấu bùng nổ. Điều đó khiến cho giới chuyên môn cho rằng pháo thủ nên chiêu mộ thêm một tiền đạo ở đẳng cấp cao hơn. Ivan Toney và Victor Osimhen được đồn đoán sẽ cập bến sân Emirates, nhưng pháo thủ sẽ phải chi số tiền lớn nếu muốn có một trong hai cái tên kể trên. Arsenal được cho là muốn nâng cấp một vài vị trí ở hè 2024, chứ không phải duy nhất vị trí tiền đạo. Bởi vậy, họ không chi quá nhiều tiền để đưa một chân sút hàng đầu về. Theo Football Transfers, Arsenal đang quan tâm đến tiền đạo Benjamin Sesko, người đang chơi khá tốt trong màu áo của RB Leipzig. Mùa giải năm nay, Benjamin Sesko đã có 11 bàn thắng và 2 kiến tạo giúp RB Leipzig đang xếp thứ 5 ở Bundesliga. Họ vẫn còn không vào top 4. Chắc chắn đội bóng nước Đức sẽ không bán rẻ ngôi sao của mình. Họ muốn ít nhất 50 triệu bảng cho thương vụ này. Chelsea cũng muốn có chữ ký của tiền đạo 20 tuổi người Slovenia để tăng cường chất lượng trên hàng công. Trước mắt, Arsenal sẽ phải nhờ cậy vào những ngôi sao tấn công hiện tại để hy vọng mang về những danh hiệu ở mùa giải năm nay. Kai Havertz và Leandro Trossard hiện đang có phong độ tốt khi được trao cơ hội. Arsenal sẽ gặp Bayern Munich ở tứ kết Champions League. Họ hiện đang dẫn đầu ở ngoại hạng Anh, nhưng chỉ hơn Liverpool về chỉ số phụ.
Radcliffe cho đội vô địch ngoại hạng Anh 2023-2024. Xuất hiện trên podcast của câu lạc bộ đua xe đẹp Geraint Thomas khi được hỏi muốn đội nào vô địch ngoại hạng Anh mùa giải 2023-2024, Radcliffe khẳng định rằng ông không ưa cả ba đội. Nhưng khi bị thúc đẩy bởi tay đua Ineos và người hâm mộ Arsenal Thomas, Radcliffe đã miễn cưỡng trả lời câu hỏi và thừa nhận thật tốt khi thấy Mikel Arteta vừa lên dẫn trước, đồng thời ca ngợi sự kiên nhẫn mà pháo thủ thể hiện với người quản lý của họ trong những năm qua. Khi được yêu cầu chọn người chiến thắng danh hiệu, Radcliffe nói: "Tôi ghét tất cả họ. Chúng ta có Liverpool, Man City và Arsenal phải không? Tôi không biết, nhưng họ đều là những kẻ thù của MU. Tôi không thể chọn một. Tuy nhiên, nếu Arsenal vô địch, điều đó sẽ tốt cho Arteta. Anh ấy đã làm rất tốt ở đó. Arsenal đã kiên nhẫn với Arteta, điều đó cũng tốt." Arteta tiếp quản vị trí huấn luyện viên của Arsenal sau sự ra đi của Unai Emery vào tháng 12 năm 2019, giành FA Cup trong mùa giải đầu tiên nắm quyền. Ở giải đấu, Arsenal đứng thứ 8 trong hai mùa giải đầu tiên dưới thời của huấn luyện viên người Tây Ban Nha. Tiếp theo là vị trí thứ 5 trong mùa giải 2021-2022 trước khi đua danh hiệu ở mùa giải trước. Radcliffe và Ineos đã hoàn tất việc mua 27,7% cổ phần của Manchester United vào tháng 2. Ngay lập tức, nắm quyền kiểm soát mọi hoạt động của bóng đá tại United từ gia đình Glazer. Tỷ phú người Anh hy vọng sẽ đưa Manchester United trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh, thứ mà 11 năm qua, kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, MU chưa có được. Cú đua vô địch tại ngoại hạng Anh mùa giải này đang hấp dẫn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Khoảng cách chỉ còn là một điểm giữa Arsenal, Liverpool và Man City khi mùa giải còn 10 trận đấu nữa. Về phía MU, Quỷ Đỏ đang có một mùa giải khó khăn. Tuy nhiên, cuộc đua giành tấm vé tham dự Champions League mùa giải năm sau vẫn còn ở phía trước. Nếu có được những kết quả tốt trong thời gian còn lại của mùa giải, đoàn quân của Ten Hag hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ. Joao Cancelo lên tiếng về mối quan hệ với Pep Guardiola. Joao Cancelo mới tiết lộ về lý do đằng sau việc anh bị Manchester City ruồng bỏ. Hiện tại, cầu thủ người Bồ Đào Nha đang thi đấu theo dạng cho mượn ở Barcelona. Anh cũng chia sẻ về hy vọng sẽ được ở lại Barcelona sau khi hợp đồng cho mượn này kết thúc. Khi được hỏi về mối quan hệ với Pep Guardiola, Cancelo nói: "Có những điều mà chúng tôi không đồng tình, chúng tôi không có nghĩa vụ phải đồng ý với nhau về mọi thứ. Tôi có những thứ không đồng ý với ông ấy, và ông ấy cũng không đồng ý với những gì mà tôi nói. Chỉ như vậy thôi, nhưng tôi không giận dữ gì. Tôi còn rất biết ơn, cuộc sống vẫn tiếp diễn và tôi rất hạnh phúc ở Barcelona." Cancelo nói thêm về tương lai ở Barcelona: "Ở thời điểm này, họ vẫn chưa nói gì với tôi cả, nhưng tôi hy vọng là tôi có thể ở lại. Tôi đang làm tất cả những gì có thể để điều đó trở thành hiện thực. Tôi rất muốn thi đấu cho Benfica, nhưng tôi muốn chơi ở đây thêm 2 hay 3 năm nữa. Dù Barcelona có vấn đề về tài chính, nhưng tôi rất vui khi ở đây. Sau Benfica, đây là câu lạc bộ mà tôi luôn yêu thích. PP nói với tôi nhiều lần rằng tôi là một cầu thủ của Real Madrid, nhưng tôi đáp lại rằng tôi thuộc về Barcelona. Sự thật là tôi đang ở một nơi mà tôi luôn muốn đến." Cancelo đang cùng Barca chinh chiến ở hai đấu trường là Champions League và La Liga. Anh đã có những đóng góp xuất sắc cho đội và giữ một vị trí đá chính vô cùng chắc chắn tại Catalonia. Chelsea và Liverpool đại chiến giành sao 50 triệu euro của PSV. Theo Daily Mail, Chelsea và Liverpool đã biến ngôi sao Johan Bakayoko của PSV trở thành mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu ở hè 2024. Bakayoko đã giúp cho PSV nâng cao chức vô địch cúp bóng đá Hà Lan ở mùa trước và nhiều lần giành được vinh quang là cầu thủ xuất sắc nhất thắng ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Anh nhiều khả năng sẽ vô địch giải đấu cao nhất của bóng đá Hà Lan ở mùa này, bởi PSV đang đứng đầu trên bảng xếp hạng hơn đội xếp sau 10 điểm. Bakayoko hiện còn hợp đồng với PSV đến hè 2026 và đã 9 lần khoác áo đội tuyển Bỉ. Trên đây là tất tần tật bản tin sáng thứ tư ngày 20 tháng 3 với những nội dung nóng cập nhật liên tục. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi bản tin của Yêu Bóng Đá 5 Go. Hãy để lại comment về thông tin bạn cảm thấy đặc sắc nhất và muốn thảo luận cùng các anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những bản tin tiếp theo.